Cường, nó nhiều quá nè. Quá wow. Lên một phần cảm luôn rồi. Đi qua những khu khác nữa, tôi sẽ đặt ở đây một cái sạp hay gọi là một cái hũ các bạn, để cho những chú cá nào mà lót lên sau nó sẽ tự động vào để mình khỏi mất công bắt. Đây cho các bạn xem cái việc làm hành để bắt cá lên như thế này á, cái điều quan trọng á là chúng ta phải tạo được cái đường cho cá nó đi, làm sao cho nó ngay cái hướng hầm của mình, ngay hướng cái cặp mình đã để, tuyệt đối không để cho cá đi hướng khác. Thì chúng ta cứ âm cái cặp xuống như thế này, sau đó dùng đồ chèn cứng xung quanh đừng cho cái cặp nó bị bật lên. Thấy các bạn, đồng thời cái vấn đề này rất là quan trọng nè, chúng ta phải là đắp những cái rãnh đất xung quanh này cho tạo cái độ dốc xéo lên á, thì con cá nó sẽ rất là dễ lên, nó không bị chợt tại cái sạp của mình rất là láng. Đấy, chúng ta phải tạo độ dốc để cho con cá nó dễ dàng đắp lên. À, đắp hết. Như vậy thì nói chung là bao nhiêu cá lóc lên thì bắt được hết. Xong, hoàn thành một cái nơi để bắt cá các bạn. Đó, tất cả những chú sư cái gô sẽ từ dưới đó sẽ lóc lên và chúng sẽ có hai vách ngăn hai bên này các bạn. Đây. Mình đã dùng hai cái tấm ton túp lô mình gian hai bên. Hướng về cái miệng cái gạp mình đã làm. Sau đó mình tấn tạo đường cho cá lên thì tất cả những chú cá lóc lên. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ đi bắt thì bây giờ là thành quả này các bạn. Các bạn xem. Đây. Xô này chắc khoảng gần chục ký các bạn. Xô này gần chục ký đấy. Rất là nhiều. Còn đây nữa nè các bạn. Wow. Không lớn luôn. Rất là nhiều. Wow. Đống này cũng khoảng còn khoảng 5 ký các bạn. Bây giờ chúng ta trở lại xem cái sạp lúc nãy tôi đặt chín được bao nhiêu nha. Wow. Trời ơi. Nó nhiều quá nè. Quá. Wow. Lên một phần cạp luôn rồi. Cái này ít nhất cũng phải 7-8 ký nữa nè. Quá trời cá rồi. Nãy giờ mình lo đi bắt cá ngoài đây tự động nó lóc lên nè các bạn. Nè. Ở dưới này tự động lóc lên. Quá trời. Quá. Wow. Vừa cái cạp này luôn đó. Mình đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ khoảng được 20 ký các bạn. Cái rô các bạn. Ít nhất cũng phải 20 cân. Quá trời. Bây giờ mình chỉ việc là bắt ra nữa thôi. Bắt những chú cá này ra. Xem như nhà rộng bớt rồi, đi hết nổi rồi. Quá nặng rồi. Nhiều kinh khủng. Để các bạn xem mình bắt ra nha. Quá trời nhiều. Mình quá sao lên hơn 1 giờ đồng hồ. Chỉ có một mình làm không trễ thôi. Thank you.
nổi rồi, kinh không muốn nổi luôn. Bây giờ còn bắt cái bầy này ra mới giữ nè. Bầy này khó mà bắt. Tạm thời chúng ta bắt cái thùng trước đi. Wow, hơn nửa xô luôn các bạn. Rất là nhiều. Khoảng 7 kg. Bây giờ cái xô. Tiếp tục đổ vào lòng coi. Chúng ra. Nặng quá. Các bạn xem nè. Không nổi luôn rồi. Cá thì còn rất là nhiều các bạn. Còn rất là nhiều, còn đang lên rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ mình ginh hết nổi rồi. Cái này khoảng 20, trên 20 kg các bạn. Chắc khoảng 2-30 kg. Có thể hơn nữa các bạn. Một tay mình nhắc không lên nữa. Để về mình đổ cho các bạn xem nha. Thôi bây giờ mình về, video kết thúc tại đây nha các bạn.